hai cầu thủ Văn Hậu và Quang Hải báo tin xấu với đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành được chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai trong chuyến làm khách trên sân Pleiku. Tham dự buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Trần Tiến Đại đã có những chia sẻ đáng chú ý, trong đó có tình hình của hai ngôi sao Quang Hải và Văn Hậu. Huấn luyện viên của Công an Hà Nội nói, Quang Hải và Văn Hậu mất từ 4 đến 6 tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu. Thời gian qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội chịu tổn thất lực lượng khi nhiều ngôi sao dính chấn thương, vắng mặt. Như vậy, đây không chỉ là tổn thất cho câu lạc bộ Công an Hà Nội mà còn là tin tức không vui đối với thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có hai trận đấu quan trọng tại vòng loại 2 World Cup vào giữa tháng 11 tới.